Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay cũng như hôm qua, Chúa Giêsu cứ nhắc đi nhắc lại với các môn đệ của Ngài một lệnh truyền, đó là hãy yêu thương nhau. Có thể nói đây là một lời trăn trối của Chúa Giêsu: anh em hãy yêu thương nhau. Thời xưa người ta viết tin mừng, người ta có thể vì thiên vị nhiều đến quý ông, cho nên không có quý bà trong đây. Cho nên khi mà nói anh em hãy thương nhau thì quý bà bảo: vậy thì các chị không được thương. Không, ý Chúa Giêsu không như thế. Lệnh truyền đó được ban khi Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng và đã mang lại nhiều hoa trái khi mà họ tuân thủ những gì mà Chúa Giêsu đã dạy họ. Những chi tiết này cho thấy đối với Đức Giêsu, lệnh truyền yêu thương là luật sống cốt lõi trong đời sống cộng đoàn, cũng như trong sứ vụ rao giảng tin mừng của các môn đệ. Khi nói đến cốt lõi, tôi sáng nay mới cho Cha Hiếu xem Việt Nam xây dựng cầu, đổ bê tông, thế nhưng mà vỏ bê tông mà cốt thì cốt tre. Không, chúng ta xây dựng cuộc sống Kitô hữu của chúng ta mà Chúa Giêsu nói cái cốt phải là cái cốt tình yêu, chứ không phải cốt tre như kiểu xây nhà ở bên Việt Nam. Tôi nói Việt Nam tất nhiên là một ban ngành nào đó thôi, không phải là người Việt Nam. Tuy thế, yêu thương không phải là chỉ ở đầu môi chót lưỡi, nhưng phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, tức là bằng việc làm. Những việc làm ấm áp tình người, những hành động chứng minh cho lời nói. Nói nhưng phải động tay, động chân. Đức Giêsu còn nói với chúng ta: để muôn dân nhận biết các con là môn đệ của Thầy. Các con chưa làm gì, chưa nói gì mà người ta có thể nhận ra các con là môn đệ Thầy? Khi các con có một nụ cười, trong đó muốn truyền tải một sứ điệp của yêu thương. Chúng ta thỉnh thoảng nghe từ phản tin mừng, nghĩa là chúng ta là những người Kitô hữu mang danh là những người được rửa tội, con ông trùm bà trưởng nghiêm chỉnh. Thế nhưng mà chúng ta lại không hành động như Đức Giêsu. Vậy thì Đức Giêsu là ai? Đối với anh chị em định nghĩa được. Nhưng mà đối với người ngoài, họ không định nghĩa được Đức Giêsu là ai. Khi mà chúng ta không sống những lệnh truyền, đặc biệt lệnh truyền yêu thương của Chúa. Tin mừng trả lời:
Ngài chính là Thiên Chúa, đấng chân thật, công bình, duy nhất, toàn năng, thánh thiện, đấng tạo dựng nên vạn vật vũ trụ, có quyền trên cả sự sống lẫn cái chết của mỗi người chúng ta. Nhưng chung quy lại, thưa anh chị em, theo Thánh Sử Gioan thì câu định nghĩa dễ dàng nhất đó là Thiên Chúa là tình yêu. Nhưng chúng ta, giả như chúng ta sống gian dối, lọc lừa, gian ngoa, làm chứng gian, chứng dối, thì còn đâu là tin mừng. Một khi chiêm ngắm mẹ Maria, chiêm ngắm các thánh, thì chúng ta thấy gì nơi các ngài? Đó là tình yêu, nồng cháy một sức mạnh ấm áp của tình yêu, sự tha thứ, sự quảng đại, coi tình người hơn là bạc tiền. Nên chúng ta gọi các ngài là cuốn tin mừng sống. Giáo hội cũng mời gọi mỗi người chúng ta, mỗi người hãy là cuốn tin mừng sống. Tôi nhớ có một sinh viên khi ngồi chia sẻ tin mừng với bạn bè trong trường của mình, người ta đặt câu hỏi: tin mừng là gì? Anh trả lời ngay: đó chính là mẹ tôi. Mấy người khác bảo: này láo, tin mừng là mẹ anh thế nào được? Nhưng anh đã chậm rãi giải thích cho họ: thật, mẹ tôi không bao giờ gian dối, mẹ tôi không bao giờ dạy tôi làm điều sai trái, hại người nào. Mẹ tôi sẵn sàng tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mẹ tôi. Khi người ta xúc phạm đến mẹ tôi, chúng tôi, những đứa con muốn trả thù, lấy lại danh dự cho mẹ, nhưng mẹ bảo không, Chúa không dạy chúng ta làm như thế, và mẹ cấm các con của mẹ làm điều đó. Vâng, thưa anh chị em, anh chàng thanh niên đã nói mẹ của mình là cuốn tin mừng sống, quả thật không sai tí nào và cũng không láo tét tí nào. Bởi mẹ anh ấy quảng đại, nhà nghèo nhưng vẫn yêu thương và chia sẻ cho người nghèo hơn mình. Nếu muốn giúp đỡ linh hồn những người xung quanh, muốn sống tin mừng của Chúa, đặc biệt tin mừng trong những ngày này, thưa anh chị em, trước tiên bằng trọn vẹn con tim của mình, anh chị em hãy đến với Thiên Chúa. Hãy nài xin Chúa lấy đức ái là nhân đức cao trọng nhất mà đổ đầy tràn tâm hồn mỗi người chúng ta. Nhờ đó anh chị em mới có thể thực hiện được điều anh chị em muốn, đó là trở nên người môn đệ đích thực của Đức Kitô, như tin mừng hôm nay mời gọi. Những lời vừa chia sẻ với anh chị em không phải của tôi mà của ý của Thánh Vincent Ferrer. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta. Như lời mời gọi đầu thánh lễ hôm nay, chúng ta cố gắng chiếm được một chỗ trong trái tim của Chúa. Thế nhưng ngặt mà, đường vào trái tim của Chúa lại là con đường khổ giá đau thương. Phải tranh đấu, phải tập luyện như một diễn viên thì mới có ngày được lãnh hào quang, mới có thể rộng rãi đi vào tìm một chỗ trong trái tim của Ngài. Chúc anh chị em với những ngày đau khổ này mà anh chị em cố bám víu vào Chúa. Suốt ngày chúng ta nhớ đến Chúa nhiều hơn, anh chị em đăng ký được một chỗ trong trái tim vị mục tử nhân lành Chúa Giêsu. Amen.